rồi mà em cắt được mà em không cái gì nó vẫn tuột dây em hiểu không? Đâu nó vẫn cắn kẹp kẹp, nghĩa là mày cực kỳ, mày cũng hiểu cực kỳ. Cùi nghĩ thật ra là cái càng của nó là mở rộng của nó gấp đôi con kẹp, gấp đôi nhỉ, không ai bồi càng gì cực kỳ, nó bo thôi, nhưng mà khi dây nó tuột thì cái càng gì sẽ nó vẫn cứ kẹp như này được bình thường. Đây nhá, đây đấy đầu kỳ ở đây càng ghẹ, càng ghẹ thì nó sẽ dài như này. Mày bồn đời cao kỳ nó chỉ vo tròn như này, khả năng tuột nó rất cao. Nhưng riêng thằng cao kỳ nó đã kẹp vào nhá, thì như thằng cường nó chưa đấy, là phải đập chưa mới được trước, nó chưa xét phải sớm mới mở ra. Phải mưa thì mới mở. Nó kẹp đấy thì nó chết thôi. Giống kiểu cái bun mà giống kiểu con chó gì nhỉ? Cái bun nhỉ? Bun pháp. Tức là cắn khi nào mà chết nó nhẹ. Không, nếu mà nó muốn nó nhả thì chỉ bật lửa vào cổ này. Anh đầu. Đang ở trong rừng thì em nó bắt đầu anh thôi. Mày có tiền nó bỏ càng vứt càng đi nó không nhỉ? Anh. Các bảo trời sấm thì nó mới nhả mà. Đấy, nó nhả luôn. Ăn ngồi. Đấy, tiếp theo là đến anh này và anh Cường. Em tự mời hay là anh mời cùng? Anh như nào? Chị con lẩu mà chị. Đúng chị hài rồi. Ăn nhớ nhiều. Con bé đang nhậu chứ. Nó tiếp tục. Nó thoát bên nào? Sập rồi. Sợ sập mỗi chút nhiều. Không, chỗ kia đéo sập. Chỗ kia tao tao xuống hết rồi. Đúng ra mình có kiểu nó ngang nhau chứ. Nhưng mà kiểu nó nọc sang bên hết nhỉ.